Xin hỏi nhà mình nhìn có rõ không ạ? Có. Dạ rõ thầy. Có. Chúng mình đã ở nhà xem cái phần các nguyên tắc khám bệnh rồi. Vừa rồi chúng ta 5 phút rưỡi đầu tiên là chúng ta xem cái clip tổng quan về các nguyên tắc khám bệnh. Bây giờ chúng ta tiếp cận lại một lần nữa các nguyên tắc khám bệnh. Trong tác động cuộc sống ấy, thì khám được bệnh nghĩa là đã đạt được trên 70% hiệu quả rồi. Trong tác động cuộc sống, khám bệnh và chữa bệnh diễn ra đồng thời. Nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là các quy định bắt buộc phải tuân thủ. Nguyên tắc khám bệnh và nguyên tắc chữa bệnh khác nhau cái gì? Nguyên tắc khám bệnh ấy, là dựa vào cái quy luật khách quan trên cơ thể người bệnh để tìm ra những cái thay đổi. Mình nhắc lại nhé. Sự khác nhau giữa nguyên tắc khám và nguyên tắc chữa. Nguyên tắc khám là dựa vào các cái quy luật khách quan ở trên cơ thể người bệnh để tìm ra cái trạng thái mất cân bằng. Nghĩa là phải dựa vào cái khách quan ở trên cơ thể người bệnh thì mới khám được. Thế còn nguyên tắc chữa thì dựa trên cái chủ quan của người thầy chữa làm như thế nào để chữa được cái trọng điểm, để giải tỏa trọng điểm. Cụ thể là khách quan ở trên người bệnh ấy, nếu người ta khỏe mạnh thì trông như thế nào? Nếu mà người ta không khỏe mạnh thì trông như thế nào? Dựa vào cái sự khác nhau giữa cái sự khỏe mạnh và cái yếu tố mất cân bằng đấy để tìm ra cái yếu tố nó gọi là bệnh. Thế còn ở chữa thì khi đã có cái tình trạng mất cân bằng như thế thì làm thế nào để nó lập lại cân bằng? Thì cái đấy là do chủ quan của người bệnh dựa trên các cái công thức, các cái nguyên tắc, các cái mô thức, các cái kỹ thuật để làm. Thì chúng ta có bốn nguyên tắc để khám bệnh. Bốn nguyên tắc đây ạ. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc đối xứng. Nguyên tắc đối xứng là dựa trên cái tính khách quan là người khỏe mạnh thì là cơ thể đối xứng. Người khỏe mạnh thì hai bên cơ thể luôn đối xứng với nhau. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Người khỏe mạnh thì hai bên nó đối xứng. Thế thì khi mà hai bên nó mất đối xứng ấy, thì chỗ nào nó mất đối xứng ấy, thì đấy chính là cái dấu hiệu của người không còn khỏe mạnh, không còn cân bằng nữa. Thì dựa vào đấy để chúng ta khám bệnh. Khi mà người mất cân bằng thì nó có những cái khu vực, tại vì nó có một cái quy luật là như thế này nhà mình nhé. Quy luật nó gọi là định luật bảo toàn năng lượng. Cái này diễn ra, cái quy luật này nó đúng với tất cả các cấp độ của cả vũ trụ đến cấp độ của tiểu vũ trụ. Cho nên là nếu mà bất cứ một sự vật hiện tượng nào còn tồn tại ấy, thì năng lượng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Cho nên khi mà nó đang cân bằng là hai bên này
hai bên này nó cân bằng nhau, nó giống nhau. Nhưng mà khi nó mất cân bằng ấy, thì nếu mà bên này nó cương lên thì cái năng lượng ở bên này nó bớt đi, ở bên trái nó bớt đi, nhưng mà tổng hai bên vẫn không thay đổi. Cho nên dựa vào cái tính định luật bảo toàn năng lượng này ấy, thì người ta mới từ cái đối xứng cân bằng là khỏe mạnh ấy, thì nó mới sang cái nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc nó gọi là hưng phấn và ức chế. Có nghĩa là từ cân bằng thì nó sẽ chuyển sang thành một chỗ thì hưng phấn, một chỗ thì ức chế. Hưng phấn là năng lượng nó tăng lên, còn ức chế là năng lượng nó thấp đi. Và ở đây chúng ta cần phải nhớ là nhiệm vụ của chúng ta là cuối cùng là tìm trọng điểm. Trọng điểm thì nằm trong trọng khu, mà trọng khu thì chỉ nằm ở chỗ hưng phấn thôi. Hưng phấn có nghĩa là chỗ đốt sống lồi, đốt sống lệch, hoặc đốt sống vừa lồi vừa lệch. Thế là chúng ta nhớ cái chỗ này là hưng phấn là khu vực đốt sống lồi, hoặc hưng phấn là khu vực đốt sống lệch, hoặc là hưng phấn là khu vực đốt sống vừa lồi vừa lệch. Trọng điểm chỉ có nằm ở trong trọng khu, và trọng khu chỉ nằm ở chỗ hưng phấn thôi. Có nghĩa là trọng khu chỉ nằm ở chỗ đốt sống lồi hoặc đốt sống lệch thôi. Từ cái nguyên tắc thứ hai này, cái nguyên tắc thứ hai là nó nằm ở trong cái phụ thuộc vào cái nguyên tắc thứ nhất nhé. Thì lại đưa ra một cái nguyên tắc tiếp là thế này: trong cơ thể người bệnh vì có rất nhiều bệnh, có rất nhiều cái trạng thái mất cân bằng, cho nên trên cơ thể, trên hệ thống cuộc sống ấy, có rất nhiều chỗ là nó mất cân bằng. Có nghĩa là có nhiều khu vực ức chế và nhiều khu vực hưng phấn. Nếu cái người đấy ấy, nó yêu cầu mình chữa một bệnh, thì cái bệnh đấy sẽ nằm ở chỗ nào hưng phấn. Thì chúng ta ở đây có 3 khu vực hưng phấn: khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3. Vì cơ thể luôn có nhiều cái trạng thái mất cân bằng, nhưng mà cái bệnh thì chúng ta chỉ nên chữa một bệnh thôi. Đặc biệt là mới chữa thì chúng ta chỉ chữa một bệnh thôi. Yêu cầu người ta là chữa bệnh gì thì chúng ta nhận chữa một bệnh thôi. Thì chúng ta phải chọn 3 cái khu vực này ra một chỗ để phán đoán đấy là trọng khu. Thì cái nguyên tắc thứ 3 là khi mà chỉ ra phán đoán được cái chỗ nào là trọng khu thì đấy gọi là định khu. Khu vực này gọi là trọng khu. Trong trọng khu nó có rất nhiều ổ rối loạn. Chúng ta tìm ra một cái điểm mà chúng ta phán đoán nó là chi phối, thì việc đấy gọi là định điểm. Cái điểm đấy gọi là trọng điểm. Định ra cái ổ rối loạn mà mình phán đoán là chi phối ấy, thì gọi là định điểm, gọi là nguyên tắc định điểm. Còn cái ổ rối loạn đấy gọi là trọng điểm. Khi tìm ra cái ổ rối loạn đấy rồi, phán đoán đấy là trọng điểm rồi, thì nó đi tiếp đến cái nguyên tắc thứ tư. Đấy là phải xác định kỹ lại xem đấy chắc chắn có phải là ổ rối loạn không. Ở đây nhiệm vụ cuối cùng và quan trọng nhất của chúng ta là cái gì ạ? Là định được cái điểm. Nhiệm vụ cuối cùng quan trọng nhất là xác định được ổ rối loạn. Ở đây gọi là nguyên tắc định điểm. Để xác định được cái ổ rối loạn này thì chúng ta phải biết là nó nằm ở trong một cái khu vực lớn hơn gọi là trọng khu. Mà trọng khu thì lại chỉ nằm ở chỗ hưng phấn.
mà hưng phấn bị ức chế thì nó chính là hệ quả của cái sự biến đổi từ người khỏe mạnh thành người có bệnh. Đấy là chính là chúng ta phải hiểu được cái tính đối xứng, cái quy luật cân bằng đối xứng ở trong cơ thể chúng ta khi khỏe mạnh. Và khi định được điểm rồi thì chúng ta không được quên là phải thăm dò, không nhỡ là nhầm. Nhiều khi chúng ta thăm dò xong rồi mà vẫn bị nhầm. Nhiều khi thăm dò rồi mà vẫn bị nhầm. Tại vì thăm dò, cái nhiệt độ nó nhạy cảm, nó thay đổi không nhiều và chúng ta cho rằng đấy là trọng điểm. Nhưng cuối cùng chữa thì không hiệu quả. Lý do tại sao chúng ta định điểm có thăm dò tiên lượng rồi mà vẫn sai, đố ai biết? Cái này rất là quan trọng đây. Bây giờ xin hỏi cả nhà thế này nhé. Giả sử chúng ta tìm thấy một cái điểm ở trên đốt sống T7 chẳng hạn. Mình cho đấy là ổ rối loạn, đấy là trọng điểm rồi. Và khi mình miết thử vào đấy thì mình thấy vùng nhiệt độ tương ứng với nội tạng giảm đi. Mình cho rằng đấy là trọng điểm rồi. Nhưng mà cuối cùng không phải. Vẫn là nhầm. Theo chúng ta thì liệu lý do là gì? Ở lớp mình đã ai xem cái bộ phim Lưu Gù chưa? Lưu Gù chữa bệnh chưa? Mời Trang. Trang đoán là gì? Dạ thưa thầy, ví dụ như là theo em hiểu là trên một người bệnh thì khi mà người ta có một vấn đề về sức khỏe ở cái vùng nào đó thì nó liên đới tới những cái vùng khác, và có khi có một bệnh có nhiều trọng điểm và người ta, ví dụ người ta bị thận chẳng hạn, người ta yêu cầu là người ta chữa thận, mình xác định nó là cái vùng T7 chẳng hạn, mình chữa T7 rồi nó giảm đi rồi, nhưng mà cái bệnh thận mình kiểm tra nó vẫn còn nóng thì chắc thì có lẽ là nó ở một cái trọng điểm khác, và cái chỗ mình giải tỏa nó bớt đi thì nó có thể là một cái bệnh khác nó bớt. Em hiểu như vậy. Mọi người có bao giờ thấy có những cái tình trạng nó gọi là án sai không? Oan gia đấy, các cái án đấy. Mà xử nghĩa là công an bắt nhá, xong điều tra nhá. Điều tra xong xử nhé. Xử mà bây giờ 5-7 năm rồi nó cứ kiện mãi, cuối cùng là phải bồi thường cho nó vì cuối cùng là công nhận là sai đấy. Mà còn điều tra đi điều tra lại cơ. Theo mọi người thì đấy là lý do tại sao? Mình lấy vào các cái vụ án dân sự ở trên mạng bây giờ đầy đấy. Lắm vụ là xử đi xử lại lên các cấp rồi mà cấp nào cũng phải điều tra. Nghĩa là đầu tiên là phải có sự vụ, sau đấy là phải điều tra, sau đấy là phải xử.